Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào bạn thanh niên ơi. Hello mọi người. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo siêu siêu quen thuộc các bạn ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với Lucky Block Bedgua. Đấy, ngày hôm nay các bạn thấy không? Hai cái Lucky Block xanh lét luôn. Đấy, hôm nay là bên phải của mình đây. Đó chính là Lucky Block Delta. Đấy, đại khái là một cái gọi là cái chữ đấy. Đấy, còn bên này là Lucky Block Emerald. Đấy, Emerald là gì? Là gì? Là ngọc lục bảo. Đấy, ngày hôm nay thì Núp với cả Zeno một team này cho hai anh kia một team này. Chơi đi Núp ơi. Delta chứ cả. Ok này. Đây, chúng ta sẽ đến với biệt đội Delta bạn ơi. Delta đi với Alpha nhưng mà hôm nay là Delta với VS với Emerald bạn. Đây. Emerald. Rồi, hai Lucky Block đều xanh đấy. Rồi. Ui giời đấy các bạn thấy không? Chúng ta chưa gì đã có quả gọi là quả xẻng rất xịn thế nhỉ. Ok, xẻng Delta bạn. Ui. Ôi xịn đấy nhờ. Ôi xịn đấy. Xịn thật. Ui đây này, đấy Núp nhận được. Ui giời. Đây cũng sao đâu này. Ui sao con kia nó cứ bắn Zeno của ai vậy? Đó xem nào. Ông bắn Núp ơi. Ui. Đây Núp được quả vũ khí này gọi là rồi chết. Quẹo luôn. Hay quá, chết quẹo luôn bạn này. Chắc nó phải nó xui thực sự luôn đi. Tính già xui đâu ra mà xịn thế này mà xui. Đánh nó đi, đúng rồi, chết nó đi. Chứ lúc nó xui nhiều lúc con này. Con này ghê vậy. Con này trâu quá bạn ơi. Thôi là đuổi nó đi rồi. Nó đã đuổi nó thành công rồi. Nó tuổi gì? Nó đuổi rồi, nó chạy rồi. Đây, không sao ạ. Chúng ta gọi là không quá cung rồi. Cái gì này cũng 12 lam mà. Quá nhiều xe lam luôn. Ồ. Đây được rồi, cúp về các bạn này. Cho nó cái này xịn lam nhìn. Rồi, ông chết queo luôn. Ui kiếm à. Xong xong kiếm à. Đâu đâu đâu, nó quay lại đây. Ông kiếm là ní. Đâu 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 đâu. Ngoài bên này đúng không? Đây đây đây. Quả này giống kiểu quả Energy Squad à, Killing à. Ui nghe phải chiến đấy bạn ơi, 17 sức tấn công ấy. Được các bạn ơi, kiếm này hiện tại đang mạnh nhất. Rồi, chúng ta sẽ cứ trời hay quá thầy chúng ta. Tưởng cái này đập ra em gỗ chứ đâu gái gì đâu mà. Toàn cái gì đây? Ui ui giời ơi. Cái gì vậy? Rồi đấy, thanh niên nào đập ra quả TNT thanh niên khang cái nổ. Ui may quá. May quá sảy vẫn còn. Sảy vẫn còn vẫn đi được, đúng không? Ui vẫn đi được các bạn ơi, vẫn đi được. Đấy, chút nguy hiểm thật. Đây này. Ui ôi, sao gọi là quả ừ. anh knock này, anh cho ấy à, cái gì đây? Ui ôi. Ngon thế. Hôm nay tôi đi ngon nhiều thế nhỉ? Chút nay ngon của tỏi nhiều thế các bạn ơi. Cay thật sự bạn tới nhà để tôi ăn. Mặc bộ áo giáp rồi tần có thỏ đó. Mấy con rời này tuổi gì đánh mình? Tuổi gì? Cái gì không? Tuổi gì các bạn ơi? Ồ đây là như ngọc của trời đấy. Mình không đánh chúng nó tưởng là mình yếu bạn ơi. Mình đánh vào. Ngon hỏi đập đi. Hóa ra là yếu thật. Đầu biết không? Sao? U để núp được một cái rìu Emerald. À đâu rìu Delta nhầm Emerald này. Rìu màu xanh bạn này hơi nhầm. Đói cái mẫu bị ngược này đi biết không? Úi giời ơi xịn luôn các bạn ơi. Ơ Zeno lại đi rồi. Này trả Zeno lại cái kiếm này núp có quả rìu 100 đam rồi. Rồi cái gì đấy? 100 đam rồi thì mấy thanh niên khóc luôn đấy chứ. Đây, nó có táo vàng in chan rồi. Đấy, ôi dồi ôi, bảo hồ rồi, bảo hồ. Uống vào đi, nó bảo Drink Me mà uống vào xem được cái gì. Đúng rồi, Drink Me là đừng có uống nha. Drink Me là uống tôi đi. Chứ ai mà không đừng có uống. Ôi dồi ôi. Đâu cái lâu lâu cái TNT đâu xuất hiện trong mảnh ta. Thanh niên đập, chỉ có mấy thanh niên đập thôi. Ui, cái gì hết, để nút. Tiêu thiệt. Nhờn, ui, ôi giời. 100 năm đánh không chết rồi, nó đánh bật lui các bạn, nó cay thật. Cái gì không biết các bạn ơi thôi. Ok bạn mình vẫn sống, mình vẫn sống. Mình vẫn sống. Ủa, cái gì đây? Báo hổ rồi, báo hổ. Thanh niên đập ở cái đầu à? Ok. Chúng ta gọi là ôi trời ơi bị ngộ. Mày láo, mày dám đánh tao à? Ui con này có gì mà đánh nó đen thui màn hình lại này. Ui lại nó thỏ rồi. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi nó đẩy mình gọi lộn cổ chết queo đó bạn ơi. Thực ra mấy con thỏ này nó không tuổi gì đâu. Mình gõ phát chết luôn à. Đây này, tiêu diệt nó đi Zeno. Cứ gọi là mấy con này one hit one kill thôi. Nói chung là không có tuổi gì đánh mình các bạn. Nó tuổi thỏ ạ. Wow. Thôi nó chứ đang bảo ăn cái miếng thịt thỏ đi. Ném ngay boy độc các bạn ơi, nhầm tay thôi. Ui giờ dạo này già lẫn trí. Đây, không sao bạn ơi, lỡ tay các bạn nhé. Ủa cái gì đây, 90% mà cái gì đấy. Ui cái này sự combo kết hợp bạn ơi, 90% đánh đối thủ bị gọi là bị độc các bạn ạ. Ui sao hãy được quá nhỉ. Ok đây là đánh quần ăn dày suy yếu à.
Ai bắn cung hoài vậy trời? Ủa xịn đấy, rẻ xịn đấy các bạn ơi. Con quỷ này đi ạ. Xịn, 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 xịn. Ok. Hô có cây rượu ngon này. Tầm này chúng ta gọi là được thêm một quả táo Emerald. Ơ, đập Delta lại sao Emerald bạn anh em họ hàng. Ê, vậy là bên kia ăn cắp của mình một quả. Không, không, kêu đốc rồi hay sao anh? Không, không ăn cắp. Trời ơi, cái này là Glass lên 20 dam này. Ok, 20 dam này mình nghĩ cái kim em lên trên kia em đập đây. Đây nguy hiểm quá. Emerald Apple bạn. Giới này thì nguy hiểm. Úi, ăn vào thêm sức mạnh quá xịn qua đây. Sạch cái gì không ạ? Tính ra nó đều thôi. Con này tụi nha, con ông này. Ôi giời ơi. Con này vừa lấy tao đánh được mày, bây giờ tao dụ mày vào đây. Mày táo. Táo. Đi ra chỗ khác. Táo này. Ui con này khỏe thế. Mày đánh được con này chắc phải đủ viết qua đây. Mày láo. Táo. 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 Sao mình nãy giờ không chết nhở? Mày đánh nãy giờ không chết. Rồi mình thực ra là mình có chết đấy, có chết. Nhưng mà mình chết bạn ơi, không có. Thôi bỏ đi làm người bạn ơi, con này ghê quá. Con này ghê quá thôi biết. Đối thế đâu đánh được nó luôn. Wow. Lúc đánh gọi là 7749 lần không có suy nghĩ luôn. Ôi ôi. Chính biệt. Người một set đồ xa đâu rồi. Ui được tốc độ chạy các bạn ơi. Được cái nhà cái này tí giúp mình bắp Glock siêu nhanh luôn. Đấy là lúc cái lock mình không đổi. Ui giỏi ơi, cái này tôi tưởng bộ đồ hóa ra là con này đúng không? Ồ chúng ta có thêm Wither Warrior Emerald. Ôi trời, đồ Emerald ở đây như thế nào? Khó hiểu quá. Đây. Ta ui ôi đời ơi, được quả bầu bọc giường chứ đã biết không bầu Emerald bầu mũi sỏi đấy các bạn thấy không, tính ra là Delta với cả Emerald có sự mối liên kết với nhau đấy. Ui quá là liên kết luôn. Ui đời ơi, nó có màu xanh. Ui đấy, đúng rồi màu xanh mà đấy, nút được nhà giày Emerald với mũ Emerald này. Mũi sỏi quần Emerald luôn. À qua mít lấy đập mắt mày mắng luôn. Qua đấy à, ui kiếm Emerald luôn. Sao nãy giờ tôi đập lúc kiểu đốc Delta toàn ra Emerald không à. Sai sai bạn ơi. Thế nhỉ? Bác này nghe chừng khi nó đổi ngược cái nhau chứ. Ồ kim cương đổi ra được táo vàng Inchan này. Ok, đổi cho vui bạn này. Kinh nghiệm nó cứ bay hoài bạn này. Ui. Zeno ra đây, ra đây, Zeno ra đây đổi bác này này. Uy tín. Đây xem bác này đi đào beacon ở dưới mấy cái giếng này thì đầy. Ủa cái nổ đấy. Rồi. Dưới mấy cái giếng này nhưng mà đào cẩn thận nhá, ném vào đi, ném vào nè. À ném vào nó mới ra nhỉ? Đâu thực ra là đào ở dưới nó cũng ra mà phải không? Ở dưới nó có mà đừng có đào lúc kim lắc cẩn thận. Đào đi. Hình như phải ném vào đúng rồi, ném vào nó mới ra. Đó. Ui được. Đánh thẳng vào. Rồi ok lấy beacon ra đổi bác. Kiếm 100 đam quá xịn luôn bạn ơi. Nhưng bác được bác người dân ưu ái quá mà. Đấy. Bác ơi đừng tự sát nha. Bọc xong cái giường bác bình tĩnh đây. Nha. Bác đừng có buồn đời bác nhảy lầu nha. Rồi chứ. Ui. Đó. Ui no, bác rồi, đi rồi. Ôi bác rồi. Trời rồi. Vừa bảo xong đây xem mấy bác này nào. Ê đây bác này vẫn còn. Ừ đây mấy bác. Đây có một Battle gọi là ấy này, bác này vẫn sống. Thôi, chứ có ba bác bạn. Lấy kiếm này không này cho kiếm. Lúc có lúc có quả gọi là gì 100 năm mà không cần kiếm đâu. À, chứ may quá bác vẫn sống bạn ơi. Ý là mình được 10 cái Loki Delta này. Luôn được đấy. Nút chắc bên nút đập được. Rồi. Ồ, vậy mình đụng đập luôn hả? Đấy, chia thế đi nữa. Ui. Đồ này có. Thử cái đồ gì biết không? Sao mình đập toàn Loki block Delta thêm nhỉ? Ui. Sao lại được thêm cái này ảo hả? Này. Không sao bạn, được thêm thì đập đấy. Ui giời, đụng chặt hết đống mũi tên này tí. Bắn mấy thanh niên bạn này. Ui đời ơi. Cái kiếm còn bị đi chậm này. Endopia bạn ơi. Đâu nhỉ? Endopia đâu? Endopia đâu đó. Ô. 16 Endopia rồi, gì đánh nhau. Tôi thằng này đi đánh nhau bạn ơi. Ủa sao nó lòi đâu ra đúng gọi là hồi máu này. Ui. Ok. Cái gì đây? Zeno ăn cái gì đây? Ui giời. Cái gì đây? Sao con kia nó đuổi đúng vậy? Ừ nó biến rồi. Ok. Đây để mình gọi là bọc tạm này đây. Mấy con sợ hai con dài kìa. Ui giời. Cái đầu cái này hả? Phải không? Không sao không? Bọc tạm thôi. Ui 17. No. Hai con dài này sao mít các bạn ơi. Nhìn này một hết. Một hết rồi ơi, một hết rồi. Ú mày. À có mỗi thanh niên gọi là bí ngô mới lòi ra đây. À con dài khang đây các bạn ơi. Nào cứu à đúng không? Cứu giá đúng không? Cứu bé đúng không? Ông bé ơi. À dạ. À bị phản đam. À con dài này có quả khẩn nó quách quả phản đam. Giáp gạt. Phản đam này. Đấy không thành đúng không? Ôi trời ơi tự ném tự chết đây này. Cứu đuối quá đây. Cứu đuối. Rồi ok bạn này đi luôn bạn ơi. Tôi cũng đi luôn. À, không sao, mình có nhiều gọi là táo vàng Inchan mà tuổi gì các bạn. Qua lại đây. Chúng ta mạnh lắm. Tính ra là mình với cả Zeno mạnh lắm bạn ơi. Hai con dài kia giáp có vẻ khỏe nhưng mà không bằng mình đâu. Đây nổ không Ripper không cứ tưởng đập cái Ripper. Delta là xịn đây. Đâu rồi, hai con dài đâu rồi? Chết ở nhà rồi. Thực ra là mấy con dài này cũng có cái đổi vũ khí này mà bác người dân đổi vũ khí lở lắm. Có cái gì mình chiến cao yếu lắm, cái block này yếu lắm. Yếu đồ ra tại 2000 đen này chịu rồi. Bảo yếu rồi, nói thế. Đánh hộ cái.
Tấn công. Ủa lạc luôn. Rồi, lạc này, lạc này. Thanh niên đứng trên không các bạn ơi. Rồi. Rồi thanh niên biến con loại. À con dài. À chạy thôi. Chạy này, chạy này để đúng mà gọi là. Đúng nhỉ. Khai hoang cái giường à, chưa phá vội các bạn ơi, khai hoang cái giường à. Đấy. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Này, chạy này. Để đây đi. Ôi giời ơi. Để con này đấy. Khai hoang luôn các bạn ơi. Ủa. Rồi ăn xong giòn. Ăn ở đấy, ăn ở đó, ăn ở đó. Không có ăn. Ôi giời ơi. Nó dính bị cái giường rồi. Chưa. Ui giời vỡ giường luôn các bạn ơi. Vỡ giường luôn. Rồi hai người tự hủy luôn các bạn này, tự đập Lucky Block cái tự vỡ luôn. Khỏi cần đánh các bạn ơi. Thì ra là mấy anh này cũng có full một set đồ Emerald sao giấy xanh le xanh lét mà không ăn đâu. Cái này giáp dỗm lắm. Bảo vệ bỏ. Mình đánh nhau em có chết không nè. Đâu đâu thử thử gì cả. Thử trước nghe, thử trước là đâu. Không chết à. Ôi, hai phát. Rồi ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ đổi bên các bạn ơi. Dở rồi, không biết là bên này sang bên này mình có hên hay không nữa bạn ạ. Bây giờ qua bên Emerald các bạn nha. Đây, bây giờ chúng ta qua Emerald thôi, Zeno ơi. Đây, qua đây. Rồi, mấy thanh niên cái đen thì chấp nhận đi. Rồi, đen này cứ bảo nó cùi. Qua Emerald mà đứng đen sẽ được đếm trải. Đây, 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 đả người ta. Đếm trải bên kia là có quả gọi là vũ khí trăm năm mạnh thôi. Ôi, 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 cái gì đây? Ôi, ôi, thấy quả lồng xa bốn. Cái biệt thự kia. Thôi xong ở đây, Zeno ạ. Lúc thấy rằng là biệt thự này nó hơi to đấy. Nó xa bốn quả này là chết chúng ta rồi. Đi một sải luôn. Đây, 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 đây. Có ấy rồi. Lúc thấy rằng là có táo mới cả có obsidian để bảo vệ ấy thôi này. Ui xì xì. Ê, cái gì đấy? Con slime magma. Ui giời ơi, thay con này với thằng ơi. Ừ, táo em đánh đây. Đây. Không sao đâu. Có cùng biết mình đang thấy rằng mình vẫn sống ổn đây. Đỏ của con đó kia. Ok. Lucky block. Ui giời ơi, cái này tốc độ. Ui. Cái gì đây? Ui giời ơi. Lúc ăn hết cả bedrock luôn kìa. Cái gì mà có ăn hết cả bedrock rồng à? Không biết. Đây đây đây, chắc là ta rồng rồi. Đâu xa xa ở nhà chúng ta ra. Mình có bedrock để bọc giường thôi. Đâu làm thế à? Đi bọc đi. Ui giời, chạy đi. Hãy bảo vệ đập ra cái đó đi rồi. Hãy bảo vệ cái giường của chúng ta đi đã. Ui giời. Ui đây có mấy con dài này. Mấy con dài này. Ôi cung quá trời luôn. Tính ra mình được rất là nhiều vàng với cả block emerald nha. Tí nữa mình sẽ mắc may mắn các bạn ơi. Có may mắn cái đó không được đâu. Sao không được? Ta đưa người ta đã thử đâu. Homie your fan. Sao mấy con này nó gì? Khang ơi lấy kiếm này Khang ơi. Mấy con bọ chen này. Ê à. Ui ôi con quỷ này. Mình thấy rằng có con magma nó cứ theo mình các bạn ơi. Nó tè này. Rồi đây ơi, có quả kiếm gọi là ui giời kiếm emerald lucky squad. Ok. Kiếm này mình sẽ đánh tạm mấy con. Để bày sức tấn công mà. Rồi nó đi đâu rồi? Nó hình như ra chỗ thanh niên Zeno. Đồ nó tè nè, biết không? Ui giời ơi. Toàn công trình gì không à Emerald ấy. Emerald toàn công trình. Ui bắp. Đây Super Hero Spy. Ok. Ôi siêu nhân này. Cứu mình Khang ơi. Kiếm đây này. Sao mình xui quá vậy. Trời ơi phế. Mày cứu được em đâu rồi. Đúng là 0.5% công lực này. Bảo sao. Trời ơi. Thế mà cứ chê Lucky Block nó lở hóa ra thanh niên đen các bạn thấy không. Đấy tôi bảo sao đâu mà. Đen thì chịu thôi. Rồi chưa thấy thôi. Đã gọi là Lucky Block. Lucky Block là như thế nào. Là gọi là may mắn. Lucky Block. Đây ok. Đây đây đây. Mình sẽ nhận thêm. Đầu bà lại nhẹ tăng 50 sát thương để ý. Thực ra lúc bây giờ là cũng có ý, này, có mấy quả poi mạnh lắm ở đây các bạn ạ. Ôi giời. Dạ, gì nổ gì vậy? Ôi sao đi chậm luôn rồi. Ủa bác này đổi gì đây? Ui kiếm này. À đổi cái đầu này vô là bị kiếm, đó. Kiếm này. Ồ cung này. Đấy xịn mà. Con dài nó cứ bắn bác người dân của mình nhé. Mày bị điên à? Rồi bác người dân đi rồi. Bớt kìa. Từ bớt 2.0. Mình phải chạy qua đây cho bác người dân không bị ảnh hưởng. Cho em quần dây, em full đồ này đẹp lắm. Có của em như này. NP à? Ủa xem nào. Ui nó có thêm cái kiếm này. Mày đã đạo đã, em mắc may mắn này. Kiếm mình lắm quá. Ủa Zeno có cái có cái quốc gì không lên đào mấy kia nó spawn ra. Hoặc là chúng ta lúc làm đời đời xíu. Không hề cái chúng ta sẽ phải bỏ nhà ra đi. Gì? Biết gì? Ờ đây. Lúc đầu cái Emerald này. Ê, cho đi, đừng cho đi. Này là mình cứ đập được cái gì mặc cái đấy bạn ơi. Không nói nhiều. Ồ, đều một cái... Này trâu quá biết không ạ. Con dài cái nó bắn mình qua đây. Nó bắn mình có xi nhê đâu. Nó bắn mình có xi nhê đâu. Ủa rồi, ok. Em dùng cung. Mình cần Emerald. À không, mình cần một cái cúp. Tử đi biết không. Em thấy cúp đây rồi, để em gì đây. À đây đây, đem nó đào cho. Lúc có thể đào, lúc đào được Emerald cũng được. Ôi nhờ bác người dân. Con này là speed lock. Bác người dân sắp đi rồi. Con này là ghê lắm. Có, đây có cục. Đây đây đào mấy cục emerald trong nút ơi nhanh nhanh nút. No bác ơi. Bác may mắn thời đấy cô. Rồi bác cục rồi. Bác đi ngủ mới run luôn à. Hay thật đấy các bạn ơi. Bực cả mình.
Ủa cái gì đây, lại cái đầu của bạn không biết ngay kéo. Ủa ôi biệt đội. Rồi núp. Núp nghĩa chúng ta đi qua mid rồi. Đây. Có quả giường bằng bedrock là cũng uy sợ tí rồi. Yên tâm, mình cho TNT nổ. À ok, ừ đúng rồi, TNT nổ thì nó cũng được mà phải nổ to. Ok đây. Ma bóng đêm. Ai núp có chạy nhanh nên ra núp bắt block rất là nhanh bạn ơi. Nó như anh như cái máy luôn. Con gác nó bắn từ gì chúng mình bạn, mình còn né cả đạn con gác khi bắt block mà. Đây. Ui giời. Em mặc đồ đắt này vô coi. Ok, đấy, bè đi thôi. Miên đã đi xấu rồi, mặc giường kìa biết thôi. Đấy, đúng rồi, cao lắm các bạn này. Nha, bè, chúng ta sẽ đập nút mấy cái mắc may mắn ra. À, Zeno bảo vậy nhé, để núp ra gọi là ấy là mình cái này. uống cái này vô. Này đứng đây để núp ném point này đã. Này. Đây, đứng đây. Rồi giống súp giáp. Này, boy xịn luôn. Đây. Này là boy gì vậy? Đấy. Rất là nhiều boy gọi là không biết là có độc hay có hại nhưng mà à quên mất mít thôi. Có lợi hay có hại. Cứ dùng đi không tính tiếp. Rồi. Đây để nó uống nốt cái này các bạn ơi, chuẩn bị chiến đấu. Đập bơ. Ôi, cái con dài này, cái con dài này tuổi run các bạn ơi. Đi đấm nhau luôn nha. Bội đè rồi kìa. Thế nó ra đánh trước đi để nút chế tạo bộ áo giáp kim cương mặc tạm đã. Rồi, sao? Yo, đâu rồi? Ở kìa. Đánh mấy con dài đi. Đông luôn. Mấy con dài phế lắm. Anh yếu lắm. Ờ, thuốc đang bị dính thuốc. À, chắc đang bị suy yếu à. Rồi, té luôn. Ok. Chế tạo áo giáp kim cương các bạn này. Tầm này mình cứ chế tạo áo giáp kim cương thêm một cái đôi giày nữa này. Đôi giày ở đây rồi đúng không? Một cái mũ này. Đấy. Một cái đôi giày này. Ok là luôn anh em. Gì? Kim cương không? Ở đây có. Có kìa, block quá trời đây. Không lấy đâu. Rồi. Đấy, ok. Ai đây? Thực ra là đồ nó chỉ là một phần thôi. Nó có quả poi chiều lắm. Hình như cái bộ đồ mình mặc yếu hơn bộ đồ kim cương hay sao đúng không ạ? Ôi phế, chứ yếu cái gì? Còn cái đồ gì mặc nốt vào đây? Chứ phế thật. Từ từ, để tí. Ôi ơi, thoáng thật nhiều quá. Nào mình sẽ gọi là cầm mấy cái này đi. Đập nốt mấy cái mắc may mắn vào đây. Nhiều hóa thật này để nó bắt đường thang cho. Ok, bắt qua. Nhưng là mang gì chết. Bắt qua trước đi. Để núp gọi là bắc qua nơi là núp. Ui dồi ôi, núp lại chui vào đây dấu. Mắc may mắn gà lắm. Ôi mắc may mắn nữa, rời qua kìa. Thần cung tới đây. Ôi ui, cung một phát chết luôn. Núp đang phải dùng tay để đấm đá qua đây. Yes. Thôi đợi xíu để cứu hộ ra đây. Đây, được rồi. Đây, núp rồi. Con dài nào. Cung một phát chết. Ôi, xin núp bắc qua bên kia, bắc bếp rock luôn à, dâu thế. Ui dồi ôi, ok. Dâu lắm. À, có con dài khác này. Bắn đi ở. Ủa sao bắn? Giờ nó không bị chưa? Bắn đi. Tuổi đi cây á. Ta khỏe lắm, đã bảo. Chứ nó bắt chết mà ta. Đồ VIP đâu? Đúng rồi. Làm sao mà có thể biết được. Ăn đi mấy con giờ qua kìa biết không? Cứ khang cố thủ đi, mình ngô có cách. À có cách à. Con một tên rồi. Con giờ mùi sắc rồi hết rồi. Con có. À con sao mình có cúp, mình có cúp. Anh này đứng đây làm gì anh, đi vô đi anh. Nha, đây, ta còn ba cái lúc kịp lắc mắc may mắn thôi, ta sẽ đập xong các ngươi biết thế nào lễ văn hội. Ủa có cái kiếm này. Ờ cái này không bằng cái gì được. Ngồi lăng nào. Không bắn như nó một phát chết mà bắn nó một phát không chết. Không, tuổi gì bắn ra một phát chết rồi. Nào, bắn này. Ôi giời, bắn này. Ôi giời ơi. Tuổi echo. Móc. Ủa móc được chưa nha. Khỉ câu con khỉ. Máy bắn đây. Bắn. Ôi giời ơi. Bắn đây. Đâu con dài sao bắn đi. Chúng ta phải bắn thịt mới tự nhiên các bạn đây. Sập đây. Đâu rồi? Đừng rời ra kìa. Con thằng này không dám sập vô bạn. Bầm này. Nếu mà đứng đấy băm thanh niên khác á, để núp băm thanh niên này đã. Đây gắt còn băm người ta. Ôi, không băm được đâu, bị băm rồi. Gì đâu bị băm rồi à? Lắc rồi vẫn băm được. Hay à. Ê, ui, bây giờ này mạnh quá. Đúng rồi. Vào đây. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Hai người đánh nhau rồi. Hai người đánh nhau rồi các bạn ơi. Rồi, cơ hội nó chỉ có thế thôi, ta đã ăn lại quả táo chưa? Ui ôi, cái gì đây? Ăn lại quả táo. Cái gì đây? Ui ôi, cái gì đây? 10 điểm. Không làm gì được lúc đâu, Ôi, cho ném. Này không có gầy trái. Rồi, cho ném. Anh rõ ràng vô. Chẳng được, không cho lên luôn. Làm gì được, ôi giời. Xuống đây à? Ê à, ui, cái gì có đẩy lui. Ui giời, chết trời ơi, chúng ta gọi là hết boy bạn ơi. Ok. Đi qua thôi, ê con này kia. Ôi, càng nào, bất càng nào. Bất tử, giống kiểu mình bất tử ấy. Giờ Geno có tốc độ gì chạy nhanh lắm. Đúng rồi, rồi biết à. Rồi nha, mình xem nào. Đi, biết ngồi, chạy đắp. Chúng ta, thực ra là chúng ta có thể. Đi này bắt đường cho mình mà. Thảo nào nhìn chan đây. Chúng
ta cần block em rồi. Đi đường chính. Đi đường chính à, đi đường chính điện nào. Ok, ra đây, tới đây gặp ta. Tới đây gặp ta. Ok bạn. Cái này bọc đọc cái gì đây? Em có siêu. Ui ôi. Gì vậy? Thì nhìn chết luôn rồi. Đi qua. Nhìn chết luôn rồi bạn ơi. Qua thế nào được này? Dính này. Rồi. Thanh niên kia ăn quả dính một cái cung là đi. Zeno đi luôn à? Ủa sao nên Zeno yếu nhỉ? Này, chắc thanh niên Zeno hoặc là vừa nãy là mình có quả poi hùng máu bạn ơi. Nào. Ôi. Vừa nãy có quả poi à. Thôi, xong rồi các bạn ơi. Đi qua đúng. Chúng ta vừa nãy chúng ta không thắng Nhân Nhan thì lần này chỉ có còn cái nỉ đâu bạn ơi. Đi qua em đặt giường nhá. Xong rồi. Đi qua sao? Đấm đi. Có rồi, còn lát nữa. Lát luôn. Nhảy qua lát luôn bạn ơi. Nhảy qua đứng đơ đây. Bắc. Lên. Bên kia. Không, núp có một cái vật phẩm này chúng ta ăn có thể chiến đấu lại được mấy thanh niên. Quả táo gọi là apple. Thôi, bù tờ là bị ngồi. Hay một apple. Ok, đây. Ôi, em có gì đây? Kiếm tình yêu hả? À, không kiếm. Kiếm không phải tình yêu đâu. Mình sẽ đào cái này bạn ơi. Cái lucky coin. Cái đấy làm gì? Lucky cookie à? Ok. Ê, bảo vệ nút ấy, để nút đào cái này đã. Hơi đào này hơi lâu. Ok, đây. Chúng ta sẽ làm một cái bàn chế tạo bạn ơi. Đi. Bây giờ chưa qua đi nè. Đi đâu? À, thích đi đâu? Đi đâu còn lâu mới đâu. Em gõ cho. Em gõ bạch đi. Ôi. Bạch đi. Tự nhiên Zeno hơi yếu bạn ơi. Hơi non không mày. Đây, lúc quay trở lại rồi đây. Lucky cookie là cái gì đây? Rồi, hai con dây ở đâu? Ra đây, ra mít này. À, đây con dây. Đập dưới mới không? Đập. Ôi, hết rồi bạn ơi. Bây giờ chỉ có cái poi mới có thể có đề kháng với hồi máu. Thôi chịu rồi bạn. Thôi chịu rồi. Hãy chịu đi. Qua bên này đi, qua bên này. Ông Hòa bị chịu đi. Qua bên này solo được cái không? Ôi dồi ôi. Thôi chịu bạn ơi. Sao đập? One hit one kill ạ. Ủa ôi. Đập ai biết. Đập lúc kêu đóng đi. Có khi ra team tí đấy. Đúng rồi. Không à, nhưng mà thanh niên kia one hit đánh mình thì mình cũng chịu rồi. Ai à. Người ta bọc ở dưới rồi. Con rời gà. Đây. Mình đánh được rồi. Đánh với thanh niên không có thấm nữa bạn ơi. Ê nè đập được rồi. Yeah. Đi nhầm nhà. Đập được rồi. Đi nhầm nhà. Nhảy tự sát rồi. Đập được cái giường này. Nói chung là khó bạn ơi. Hình như là thanh niên có thanh niên bí ngô là chắc là đập được đồ xịn mà còn thanh niên khang đồ lởm ấy đâm ra là lúc đấy, mình đánh không lại được. Rồi thanh niên có quả kiếm đẩy lùi ghê thật các bạn. Rồi. Ok thì nói chung là ngày hôm nay thì mình thấy rằng là nói chung là đúng thật là cái lúc kim đốc Delta đồ xịn hơn bạn. Đấy có quả kiếm với cả mấy cái đồ là vũ khí là toàn 100 đam hết. Còn bên này thì chắc là trông cậy vào poi nhiều bạn. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong lúc tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.